Sáng ngày 1 tháng 7, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã có quyết định truy nã đặc biệt 5 nghi can vụ tấn công trụ sở Ủy ban Nhân dân xã, hiện bỏ trốn. Cả 5 nghi can bị truy nã về hành vi với tội danh đã bị khởi tố khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân, quy định tại Điều 113 Bộ Luật Hình sự. 5 người bị truy nã đặc biệt gồm Y Khin Liên, 31 tuổi, trú xã Hòa Sơn, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk; Y Vũ Nie, 55 tuổi, trú Buôn Cang, Eknuet, Rồng Bắc, Đắk Lắk; Nay Tam, 49 tuổi, Nay Dương, 55 tuổi, Nay Yên, 53 tuổi, cùng trú xã Chư Bân, Krông Búp, Đắk Lắk. Theo quyết định truy nã, bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người đang bị truy nã đến cơ quan công an, viện kiểm sát hoặc ủy ban nhân dân nơi gần nhất. Trước đó, vào sáng ngày 11 tháng 6, có một nhóm người bịt mặt mang theo súng, lựu đạn, bom xăng, dao kiếm chia làm nhiều tốp tấn công trụ sở ủy ban nhân dân xã Etiu, Ekatua, chặn đường lực lượng chức năng. Tại trụ sở ủy ban nhân dân hai xã, nhóm này đã sát hại 4 cán bộ chiến sĩ, làm bị thương 2 cán bộ công an khác. Trên đường di chuyển, nhóm này đã sát hại thêm 5 người khác ở trên đường, trong đó có 2 lãnh đạo xã Ekatua, Etiu và 3 người dân. Ngoài ra, nhóm này đã đốt phá nhiều công trình, phòng làm việc tại trụ sở ủy ban nhân dân hai xã nêu trên. Đến nay, công an Đắk Lắk đã bắt khởi tố 84 người với nhiều tội danh và hiện vẫn đang mở rộng điều tra, xử lý những người liên quan.